Chào cả nhà, thì hôm nay mình sẽ quay cho cả nhà xem cách quay chậu lọt lòng 1 mét nha cả nhà. Trước tiên thì mình đổ vào miệng. Bây giờ mình sẽ cho dòng sắt vào. Bây giờ mình sẽ đổ đá. Thank you.
bùn rồi kéo nước qua thôi là kéo hoài nó tóc hết bộ đầu luôn, phải chịu. Gì? Đậu hỏng rồi kéo khô bộ đầu nó lên luôn.
Bây giờ mình sẽ qua hồ láng để mình cho cái chậu nó bị lạc hết, mình mới khéo vào được.
trong cái quá trình mà quay cái chậu này, cái phân đoạn sắp hoàn thành cái nước cuối cùng để mình qua màu lá nó bóng và bít mấy cái lỗ mọt li ti này nè, rồi cái chậu mình được láng hơn. Thì cũng có anh em người ta làm nghề giống cưng, người ta cũng hỏi sao chậu của cưng láng quá vậy, chậu người ta không được láng. Thì cưng cũng không ngại mà chia sẻ cho anh em là mình, nếu người nào làm nghề giống như cưng thì cái nước cuối cùng này mình nên đó là tăng tỷ lệ xi măng cho nó già lên, để mình qua cái nước này á thì chậu nó được chắc hơn mà nó bóng, nó không có sần sùi. Thì cưng cũng nói thiệt chứ không có giấu, chia sẻ cho anh em làm nghề của mình để làm được tốt hơn. Đồ không có được chính đáo cho nên nó là hôm nay tôi cũng mong là anh em mà có xem thì thông cảm bỏ qua cho cưng. Chứ hồi lúc trước tôi cũng có làm mấy clip rồi cưng, mà tại vì gia đình ở nhà có chuyện cha mẹ cưng bệnh nhiều quá tôi không có làm được, không có thời gian. Cha mẹ thì cũng lớn tuổi hết rồi, mà cha cưng thì bệnh gặp nghèo, cha cưng bị ung thư, còn mẹ cưng thì bị hệ thần kinh mà tâm thần nữa, cho nên là vì cuộc sống cưng mới gắng làm. Nếu mà anh chị em mình thấy thích thì xin hãy đăng ký kênh và bấm like chia sẻ để ủng hộ cưng, cho cưng có động lực làm tiếp theo để có nguồn thu nhập lo lắng cho cha mẹ mình. Thank you.
Thank you.
hầu dầu được, chứ không thôi thì mình mua hầu dầu được.
xin kết thúc clip ở đây. Nếu cả nhà thấy thích nhớ hãy đăng ký kênh và bấm like chia sẻ ủng hộ mình nha. Chào cả nhà.